xin mời ba chiếc điện thoại. Bạn cố vấn ơi, mọi người muốn xem điều gì trong chiếc điện thoại dành cho số 2 ạ? À? Cho chị coi hình ảnh được không em? Dạ. Đó, hình này chị kiểu nè. Đà Lạt, Đà Lạt. Bưng cả thế giới ha em. Bưng cả thế giới. Thế giới. Một lời gần nhất đi em. Dạ. Mót cho mót. Mót. Bèo béo béo. Mót là mót là cô gái nào mà gọi nhiều bèo? Dạ mót là tên đứa em. Rồi em hỏi em. Mẹ mót đó kìa. Mẹ mót là giờ gì thứ sáu em gọi bằng mẹ luôn à. Mà sao lâu quá em chưa gọi cho mẹ em? Dạ mẹ em đang bệnh, em không dám làm phiền mẹ. Nhưng mà mẹ bệnh như nào mà mình không dám làm phiền? Dạ thì thường thì mẹ đang truyền nước đó, thì ngủ, nhưng mà em không dám gọi. Chứ khi nào mà ba gọi lại nói mẹ khỏe thì cho nói chuyện. Em có thể chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mẹ không? Dạ mẹ em thì vừa mới nong ten để giải phóng cái đường máu ở trong tim ra, thì hiện giờ sức khỏe cũng đã dần ổn định. Rồi bây giờ coi qua bạn số 3 đi. Số 3 cho chị coi vài tấm hình đi, hát gì của em ơi. À, hình em bé hồi nãy là của ai vậy bạn? Hai đứa cháu con của chị ba. Năm bữa gia đình bạn đi chơi đúng không, là hình đó? Dạ đây đó, mẹ hồi thẩm gia đình ở bên Mỹ về đi chơi đây. Đi chơi đâu vậy anh? Ở này là ở miền Tây. Cái đây cái cảnh mấy đứa nhỏ nó bận đồ bà ba chuẩn bị đi nó bắt cá dưới Bến Tre. Ai áo đỏ dữ em? Cái hổm em đi thi cuộc một cái cuộc thi về MC á chị. Rồi đây là các bạn thí sinh. Ôi bạn mê Sơn Tùng hả? Sơn Tùng kìa. Đại diện của Việt Nam mình nhận được cái giải này, được đề xuất cái giải này á, tại sưu tập để làm động lực. Đa phần về công việc ha. Công việc không à? Công việc không à? Yeah. Làm việc nhiều á thì chắc chắn là sẽ có một cái phần ghi chú về công việc á. Công việc hàng ngày nó rất là nhiều, cái việc linh tinh thì em hay ghi trong cái to-do list every day đây. Đó, mỗi một ngày em cần soạn đồ kịch bản hay là đề can quét hai cái chổi quét nhà nè, ghi sửa lại rửa mặt. Pin yếu cũng ghi vô luôn á em. Hồi hổm cái máy điện thoại nó bị vấn đề pin yếu á, mình lưu lại để khi nào mà rảnh thì mình phải đi sửa làm liền cái công việc đó, mình không có lưu lại là cứ để đó hoài rồi chị. Em thấy cái này đi qua tới nhan sắc này chị, lấy buồn. Lấy buồn. Dạ, chắc làm nghệ thuật thì mấy anh chị thấy cái này cũng chắc cũng bình thường, đi về rồi mình vô spa mình chăm sóc. Em có làm được khoảng bao nhiêu phần trăm của cái clip này không? Em cố gắng làm hết chứ chị, ví dụ như những cái việc lặt vặt là phải làm liền. Gần trong hết vòng hả? Bao nhiêu lâu cái every day hay là em cho là đâu đó cao lắm một tuần là phải giải quyết những cái điều đó. Một tuần chứ, cái vụ hết pin mà để một tuần sao chưa tay cục pin thì sao được, chết luôn à. Nó chết luôn à. Nói chung em vô tài khoản ngân hàng cho chị coi. Chị vẫn không quên. Người ta chia sẻ cho một nửa người ta thôi. Không, chị lo cho hai đứa em của chị. Đúng. Hai nhỏ em chị có nhan sắc, có công ăn chuyện làm ổn định gì, mắc gì phải lấy thêm người nào. Giờ chị hơi khó một chút nha cưng. Em mở ghi chú em ra coi em ghi chú gì. Việt Hương. Chú xin Sơn. Xin chào. À cái gì vậy? Việt Hương chú Sơn là sao? Dạ chào chị Việt Hương với chú Hoàng Sơn. Dạ đúng rồi ạ. Thì đúng rồi anh Sơn, anh lớn em nghe hơn 20 tuổi. Xin anh. Chào tất cả các anh chị mai học lời chưa? Xin chào hai bạn nữ thiên thần xinh đẹp kìa. Tức là làm gì là cũng phải chỉnh chu cả, phải chuẩn bị từ trước. Rồi cái khác đi em, cái này nãy em đọc rồi. Dạ đa phần thì em nốt tiền nợ, tiền và số điện thoại của khách hàng. Số điện thoại khách hàng. Dạ đúng rồi, số điện thoại chứ với mật khẩu. Chứ không có ghi những cái nốt như bên bạn bên này hả? Dạ không, tại vì nữa em kéo xuống nữa em coi. Kéo xuống đi. Công việc của em thì em sẽ ghi cho một sổ sách. Em cho coi hình. Ủa trời ai ơi. Vậy? Ai mà quá trang quá trời vậy em? Wonder Woman đó chị. Wonder Woman đó chị. Dạ. À tức là thích phụ nữ sexy. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Hot girl. Dạ. Cái nhà kia của em hả em? Đây là mục tiêu của em. Mục tiêu. Có nữa đi, có nữa đi. Đây em có đi phượt. Đây đó. Đi đâu vậy em, đi đâu vậy? Dạ em đi phượt tài năng Phan Dũng. Có cỏ kìa. Cỏ này là cỏ ba lá, nó đem sự may mắn. Cho em hỏi cả ba anh luôn là có thích bạn gái tóc ngắn không? Thì cho số 2, với anh thì tóc dài hay tóc ngắn thì cũng như nhau thôi. Có tóc là được. Phải em không quan trọng. Không có tóc cũng quan trọng. Quan trọng về tóc, đúng rồi. anh lai kìa. Bạn số 3. Tóc dài, tóc ngắn hay là uốn hay là thẳng, là miễn sao người phụ nữ đó cảm thấy vui và hợp với mình là em thấy ok. Okay. Rồi Nam Vương số 3, số 4. Câu trả lời thân thiện. Chị Việt Hương tóc ngắn còn xinh đẹp huống chi là bạn. Ủa biết mặt ngắn luôn hả? Biết chưa? Vậy là khen hay chê trời. Em cũng không biết luôn. Nó xấu như tôi mà cắt tóc ngắn lên còn thấy đẹp, hiểu không? Chứ đừng nói chi là ai bạn. Không sao chị, không sao. Không, chị dịch ra đó. Tôi sợ không sao. Chị tôi tổn thương sâu. Chị ơi, bạn ơi bỏ câu đó đi, mình trả lời câu khác. Trả lời câu khác đi. Câu khác đi em. Lựa gì cho chị vui nè. Hay coi nè. Thì bạn nữ thì tóc dài hay tóc ngắn đều xinh ạ. Cái tóc ngắn nó thể hiện tức là cái nét xinh về cá tính. Nói chung là bạn nói là tóc dài tóc ngắn gì cũng được, miễn đừng có là không có tóc. Trời ơi. Trời ơi. Anh cho anh có đang nhảy
nhạy cảm nha. Không thôi nói gì. Anh vẫn còn bờ râu mà. Anh Sơn, anh nhạy cảm đó, người ta đang nói về con gái. Bỏ vụ tóc tai này đi em, sao em dạ. Hỏi vụ tóc tai chi vậy trời. Bây giờ em kia hỏi gì? Hỏi rồi, gì? Bây giờ hỏi tiếp em, tóc tai không quan trọng. Dạ em muốn nhắn nhủ với mấy anh là tính em thì rất là mạnh mẽ. Ngay cả những cái việc giống như là đóng đinh hay là những cái việc của con trai làm thì em đều có thể làm được, như sơn tường này nọ. Nhưng mà bên cạnh đó thì em cũng rất là nhõng nhẽo, nũng nịu. Mà anh thì em nũng nịu thử cho chị coi cái coi. Đúng rồi, cái này có. Ok. Đóng cái đinh giùm cho em coi kìa, là nó đó. Phải có trai đẹp mới được. Đấy trời ơi. Kìa. Kìa. Em muốn thôi. Nhắn nhủ thế này là em rất là nhõng nhẽo như vậy thì anh có thể làm những việc giống như em muốn sơn móng tay này, hay là dẫn em đi làm tóc, hay liên dẫn hệ em đi chị làm đẹp được. Em hai người em số ba làm được, nặng mụn còn làm được mà. Đúng không? Em không cần nói, chỉ cần làm được. Okay. Làm được không ba? Ba tha mà thả luôn ba cửa luôn. Không biết cái chuyện đó là chuyện nhỏ em. Trời sao? Chương trình sẽ cho một gợi ý nữa, đó là ba bức ảnh selfie của ba bạn, xin mời. Sau lưng bên hông không vậy? Quý vị và các bạn thân mến, hai cô gái của chúng ta đang rất là suy nghĩ và đắn đo về sự quyết định của mình là sẽ ấn tượng và muốn tìm hiểu với chàng trai nào nhiều hơn ở phần sau nữa. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút để đến với kết quả này. Xin mời tất cả quý vị nghỉ giây làm nhé. Trở lại với tần số tình yêu, và chắc chắn rồi, ngay bây giờ sẽ là kết quả được đưa ra từ hai cô gái. Em thì muốn tìm hiểu thêm về bạn số 2. Vậy còn Thảo? Dạ em muốn giữ bạn số 4. Vẫn là bạn số 4. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ bật mí hình ảnh thật của ba chàng trai. Xin mời các bạn lên sân khấu. Bây giờ xin mời ba bức ảnh thật của ba chàng trai ạ. Wow. Bạn số 2 như thế nào ạ? Bạn số 3? Số 4? Nghe những tiếng la hét có cũng như không có đó. Có nghĩa là mình không phân biệt được gì cả, nó cứ đều như nhau á. Thì hai bạn cảm thấy như thế nào? Dạ em thấy biểu cảm nào cũng giống nhau á. Chỉ có anh Sù là em muốn xỉu. Sao vậy? Thì muốn xỉu với anh Sù. Anh Lai muốn xỉu luôn. Anh diễn quá hả? Lai làm sao? Dạ em rất là đang muốn quay lại, nhưng mà không được. Không được thôi. Quay lại cái là mình ra lấy xe đi về liền đó. Xin mời hai bạn trở về vị trí và tắt màn hình ạ. Vậy thì bây giờ mình gặp bỡ bạn số 3 đi, với ý thích của Việt Hương và Buka. Dạ, biết đâu cùng tần số với chị em mình thì sao? Xin dạ mời bạn bước ra sân khấu ạ. Hạnh phúc giá bao nhiêu? Có thể bán cho tôi nhiều một chút không? Bước qua chừng ấy thời gian trên một sân khấu, cung bậc cảm xúc nào mà anh chưa từng chứng kiến qua? Anh thích phiên bản của mình ở hiện tại, lặng lẽ, không vui cũng không buồn, không buông xuôi nhưng cũng thôi hy vọng quá nhiều, và chờ đợi một ngày nào đó gom nhặt tất cả bản thân mình để thương em. Xin chào Loan Thảo, chào chị Hương, anh Sơn, xin chào anh Phúc Vinh, chị Kim Tiến và hai MC. Chị thấy em sống rất là vui với cái nghề của mình, đặc biệt còn kiếm những cái thú vị trong cái nghề của mình để làm vui thêm trong cuộc sống. Chúc em với những gì mà em đang chọn sẽ thành công. Bạn không có cùng tần số với hai bạn ở dưới đó thì cũng không sao cả.
Biết đâu những người đang xem chương trình có cùng tần số với bạn thì họ tìm đến bạn thì sao, đúng không? Bởi vậy nãy lúc đầu vô mà hát cái câu yêu hay không yêu, nói một câu là nhanh rồi. Đúng rồi, mình thả mùa là dính rồi. Cảm ơn Boca, cảm ơn chương trình.